Carlos Takam được công bố là thử thách đầu tiên của Oleksandr Usyk ở hạng nặng, dự kiến diễn ra vào đêm 25 tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, trận đấu phải hoãn vì Oleksandr Usyk bị chấn thương bắp tay trong buổi tập. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, sau cuộc họp báo giới thiệu trận đấu giữa Golovkin và Derek Zanchenko, nhà quảng bá Eddie Hearn đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng Carlos Takam tuyên bố không tham gia cuộc so găng với Oleksandr Usyk. Vì vậy, trong các võ sĩ được dự phòng, thì Tyrone Spall được lựa chọn. Tuy nhiên, võ sĩ bất bại Tyrone Spall lại dính turbin trong lần kiểm tra cuối cùng, đã buộc các nhà tổ chức phải nhanh chóng tìm người thay thế khi thời điểm thượng đài của Oleksandr Usyk đã cận kề. Chính vì vậy, Jack Witherspoon trở thành đối thủ bất đắc dĩ khi anh chấp nhận so găng với Oleksandr Usyk mà không có thời gian chuẩn bị. Từng khuynh đảo trên võ đài hạng vừa với 16 trận thắng liên tiếp, trong đó không ít lần phúc phục những đối thủ đẳng cấp như Marco Huk, Myris Riddick, Murat Rasiev, đồng thời chỉ phải gặp đối thủ xếp hạng thứ 73. Nhưng Oleksandr Usyk đã thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc, biết mình biết ta ở hạng cân mà anh mới chân ướt chân ráo góp mặt. Sau thời gian thăm dò, cảm nhận khả năng của đối thủ 38 tuổi người Mỹ không thể hiện được gì, nên Oleksandr Usyk quyết định chủ động hơn trên võ đài với hàng loạt cú đấm vào cơ thể to lớn của Jack Witherspoon. Võ sĩ người Mỹ chậm chạp nhưng cũng có những pha phản đòn nguy hiểm trước khi anh bị Oleksandr Usyk áp sát tung đòn liên tiếp trong khoảng 40 giây cuối của hiệp đấu thứ 6. Phát hiện đối thủ xuống sức nhanh, Oleksandr Usyk quyết tìm trận thắng knockout khi chủ động tung đòn nhanh hơn ở hiệp đấu thứ 7. Mặc dù lực tung đòn của võ sĩ người Ukraine chưa đủ để hạ knockout thân hình to lớn của đối thủ, nhưng do dính nhiều cú đấm nên Jack Witherspoon với thể lực không tốt cũng thể hiện sự mệt mỏi, đuối sức khi hiệp đấu thứ 7 khép lại. Nhìn vẻ bơ phờ của Jack Witherspoon, trọng tài Hector Afu tham khảo ý kiến của các thành viên trong đội Jack Witherspoon và nhận được quyết định dừng trận đấu từ đội của võ sĩ người Mỹ. WBO quy định cho phép nhà vô địch bất bại là đối thủ thách thức bắt buộc bất kể tăng cân hay giảm cân. Vì vậy, Oleksandr Usyk hoàn toàn có cơ hội so găng với nhà đương kim vô địch của WBO với tư cách là nhà vô địch không thể tranh cãi của hạng vừa. Đêm 7 tháng 12 năm 2019, Anthony Joshua đã đoạt lại tất cả các đai vô địch hạng nặng mà anh đã từng mất đi trước đối thủ Andy Ruiz Jr. khi thắng điểm trong trận tái đấu ở Ả Rập Saudi. Nên Oleksandr Usyk sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho trận tiếp theo của Anthony Joshua. Tuy nhiên, rất có thể những nhà tổ chức sẽ cho Oleksandr Usyk có thêm kinh nghiệm ở võ đài hạng nặng thông qua một số cuộc so găng khác mà Derek Chisora đang là sự lựa chọn hàng đầu để so găng với Oleksandr Usyk trong tương lai gần. Trong thời điểm hầu hết các sự kiện thể thao giải trí đều hoãn vì dịch Covid-19, cuộc so găng giữa Oleksandr Usyk và Derek Chisora cuối cùng cũng được các nhà tổ chức thống nhất các điều khoản và sự kiện này chính thức được công bố sẽ diễn ra vào đêm 23 tháng 5 năm 2020 tại võ đài Ohai Arena ở thủ đô London. Sẽ là lần thứ hai trở lại nước Anh kể từ khi nhà vô địch thế giới không thể tranh cãi ở hạng vừa, Oleksandr Usyk hạ knockout Tony Bellew ở hiệp đấu thứ 8 vào đêm 10 tháng 11 năm 2018 tại võ đài Manchester Arena. Để bảo vệ thành công 4 đai vô địch WBA, WBC, IBF và WBO. Đó cũng là trận đấu cuối cùng ở hạng vừa trước khi võ sĩ bất bại người Ukraine chuyển lên thi đấu ở hạng nặng và có bước khởi đầu thành công khi đối thủ Jack Witherspoon không thể thi đấu sau hiệp đấu thứ 7 vào đêm 12 tháng 10 năm 2019. Mặc dù đã có 9 thất bại sau 41 lần thượng đài kể từ khi thi đấu nhà nghề, Derek Chisora đã trải qua thời kỳ phục hưng sự nghiệp trong 2 năm qua, bao gồm cả chiến thắng knockout kỹ thuật trước Carlos Takam, Arthur Spilka và David Rice để trở thành nhà vô địch giữ đai WBO liên lục địa kể từ đêm 26 tháng 10 năm 2019 cho đến nay. Oleksandr Usyk cho biết trận đấu ở Manchester vào năm 2018 với Tony Bellew là một trải nghiệm tuyệt vời. Bây giờ tôi có thể làm điều đó ở London tại đấu trường Ohai nổi tiếng và tôi muốn đêm 23 tháng 5 đến thật nhanh để tôi tiếp tục thể hiện khả năng đấm bốc trước các cổ động viên của nước Anh một lần nữa. Thi đấu ở hạng vừa, tôi đạt đến đỉnh cao nhất với tư cách là nhà vô địch thế giới không thể tranh cãi, giữ 4 chiếc đai vô địch. Và bây giờ tôi đang dạch ra kế hoạch làm điều tương tự như vậy ở hạng nặng. Tôi mong đợi một thử nghiệm thực sự ở Chisora. Anh ấy mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường. Tôi nhớ khi còn thi đấu nghiệp dư, tôi đã từng xem trận đấu của anh ấy với Vitaly Klitschko. Khi đó tôi nghĩ đó là trận đấu lớn và đối với tôi đó là điều xa vời. Bây giờ tôi đang đứng trước cơ hội để thể hiện mình. Tôi đang tập luyện nghiêm túc để có được màn trình diễn tốt trước Chisora vào đêm 23 tháng 5 tới.
Cuộc so găng giữa Oleksandr Usyk và Derek Chisora đã được lên lịch thi đấu vào đêm 23 tháng 5, nhưng phải hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Khi các sự kiện quyền Anh bắt đầu được tổ chức trở lại, thì cuộc so găng giữa Oleksandr Usyk và Derek Chisora cũng đã được ấn định lại thời điểm thượng đài, đó là đêm 31 tháng 10 năm 2020. Derek Chisora đã nhập cuộc đầy tự tin trong đêm 31 tháng 10 với những pha tung đòn cực mạnh và hiểm, làm cho võ sĩ người Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển né đòn. Tuy nhiên, khi đã trụ được hết hiệp 1, thì Oleksandr Usyk dường như đã tìm ra được đấu pháp hợp lý để khắc chế Chisora, đồng thời phát huy khả năng nhanh nhẹn vượt trội để kiểm soát trận đấu trong những hiệp đấu tiếp theo. Võ sĩ đến từ Kiev có hầu hết các lợi thế so với Chisora. Ngoài kích thước và sức mạnh, thì yếu tố rõ rệt nhất là tốc độ tung đòn. Khi đối thủ đánh nhanh, thì cũng là lúc Chisora trông kiệt sức ở hiệp đấu thứ 9. Dù không ngừng cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng khả năng chuyên môn của Oleksandr Usyk đã thuyết phục ban giám khảo sau 12 hiệp đấu khi anh nhận được số điểm lần lượt là 117, 115 và 115 so với 112, 113 và 113 mà Chisora nhận từ ban giám khảo. Thắng điểm Derek Chisora, Oleksandr Usyk đã chứng minh rằng anh có đủ tố chất của một võ sĩ lớn để có thể so găng với bất cứ đối thủ nào to lớn hơn mình. Oleksandr Usyk có thể làm tổn thương một đối thủ to lớn hơn. Đồng thời, khả năng di chuyển và kỹ năng tung đòn là quá đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về thể hình khi thi đấu ở hạng nặng. Liệu khả năng chuyên môn tầm cỡ như Oleksandr Usyk có đủ để chống lại Anthony Joshua hay Tyson Fury trong tương lai gần? Kể từ khi đánh bại Derek Chisora vào mùa thu năm ngoái, Oleksandr Usyk được dự đoán sẽ phải trải qua thêm vài trận đấu nữa mới có thể được sắp xếp tranh danh hiệu thế giới. Dù võ sĩ người Ukraine này đang là thách thức bắt buộc của WBO, danh hiệu mà Anthony Joshua đang giữ. Bước ngoặt trong kế hoạch tìm kiếm danh hiệu hạng nặng đầu tiên của Oleksandr Usyk xảy ra khi Deontay Wilder thắng kiện, buộc Tyson Fury phải đấu với võ sĩ người Mỹ theo bản ghi nhớ của hợp đồng. Có nghĩa là kế hoạch so găng tìm nhà du lịch không thể tranh cãi của hạng nặng trong kỷ nguyên bốn đai giữa Tyson Fury và Anthony Joshua phải ngay lập tức tạm hoãn và chỉ có thể khởi động lại trong trường hợp Tyson Fury bảo vệ được đai du lịch WBC trước Deontay Wilder. Đồng thời, Anthony Joshua cũng nhận lệnh của WBO phải bảo vệ đai trước thách thức bắt buộc Oleksandr Usyk. Vì vậy, chỉ sau 2 trận đấu kể từ khi chuyển lên hạng nặng thì Oleksandr Usyk đứng trước cơ hội thách thức danh hiệu thế giới. Dù chưa thượng đài, nhưng việc Anthony Joshua đồng ý thực hiện theo lệnh của WBO đã nâng giá trị của Oleksandr Usyk lên một cấp độ cao hơn. Khi thời gian và địa điểm được công bố, cả hai bước vào tập luyện và cũng trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều dự đoán về khả năng bảo vệ đai WBO của Anthony Joshua là không khó bởi nhiều yếu tố được đưa ra. Một bất lợi về mặt tâm lý mà võ sĩ người Ukraine phải chịu đựng trong suốt quá trình chuẩn bị nhưng cũng là động lực để Oleksandr Usyk trau dồi chuyên môn trong phòng tập với những giáo án khắt khe nhất mà ban huấn luyện đưa ra. Đêm 25 tháng 9, thế giới quyền Anh bị thu hút bởi sự kiện được tổ chức tại sân vận động Tottenham Hotspur, nơi Anthony Joshua thượng đài bảo vệ 4 đài du lịch WBA Super, IBF, WBO và IBO trước thách thức Oleksandr Usyk. Ngay từ những giây đầu tiên, Oleksandr Usyk thiết lập một tốc độ kinh hoàng từ những bước di chuyển đến cú đấm hướng về nhà đương kim du lịch trước sự sôi động được tạo ra từ khoảng 68.000 người hâm mộ có mặt ở khán đài. Oleksandr Usyk tiếp tục tấn công để tước vũ khí của đối thủ và buộc Joshua rơi vào hoàn cảnh khó khăn như một kẻ yếu thế. Khả năng chuyên môn của võ sĩ người Ukraine được thi triển mạch lạc, làm cho người xem có cảm giác khoảnh khắc Anthony Joshua bị hạ gục đang đến gần. Tuy nhiên, Anthony Joshua đã được ghi nhận dùng lên tốt ở các hiệp giữa khi Oleksandr Usyk giảm sức tấn công. Mặc dù cũng thể hiện được vị thế của nhà đương kim vô địch, nhưng Anthony Joshua biết mình đứng trước nguy cơ nhận thất bại khi tầm quan sát của anh giảm rõ rệt vì chấn thương ở mắt kể từ hiệp đấu thứ 9. Vào đêm kỷ niệm 12 năm ngày cưới, thủ thuật lớn nhất mà Usyk áp dụng là không cho phép Joshua chủ động ở bất cứ hiệp đấu nào. Khi cuộc so găng trôi về hai hiệp đấu cuối, Oleksandr Usyk đã dồn Anthony Joshua vào dây đài và nhiều lần thực hiện pha tung đòn để loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về một chiến thắng đang cận kề. Đôi mắt ngấn lệ với hai tay giơ lên giữa võ đài sau khi ông Michael Buffer công bố số điểm và quyết định thắng trận. Cựu vô địch không thể tranh cãi của hạng dừa, Oleksandr Usyk làm rung chuyển thế giới của những người khổng lồ chỉ sau 3 trận đấu khi phất phục Anthony Joshua bằng điểm kỹ thuật để trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới khi đoạt tất cả 4 đai vô địch trong tay của Anthony Joshua.
Với chiến thắng nổi tiếng này, Oleksandr Usyk chính thức mang danh hiệu thế giới về giới quyền Anh hạng nặng Đông Âu nói chung và Urena nói riêng sau thời hoàng kim của anh em nhà Lisko. Chiến thắng của Oleksandr Usyk càng có giá trị khi nhà quảng bá của Anthony Joshua là Eddie Hearn phải thốt lên rằng Usyk bận rộn hơn tôi mong đợi. Tôi nghĩ anh ấy đã có kế hoạch thi đấu hoàn hảo và đêm nay anh ấy đã làm nên lịch sử với tư cách là nhà vô địch hạng nặng thống nhất. Bạn phải ngã mũ trước anh ấy. Đây là môn thể thao mà người giỏi hơn đã chiến thắng. Không thắng knockout như Andy Ruiz Jr. đã từng làm hồi đầu tháng 6 2019, nhưng những gì đã làm trong suốt 12 hiệp đấu của Oleksandr Usyk mới là điều để đội của Anthony Joshua suy nghĩ nhằm đưa ra trận tái đấu. Oleksandr Usyk đã nói trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng vì lý do nào đó mà huấn luyện viên đã nhắc nhở anh không được hạ knockout Anthony Joshua khi thấy anh tấn công như muốn kết thúc trận đấu sớm. Từ sự tiết lộ của Oleksandr Usyk cho chúng ta suy luận rằng việc võ sĩ người Ukraine giảm nhịp độ ở những hiệp đấu giữa là có nguyên nhân của nó. Hơn ai hết, Anthony Joshua là người cảm nhận thất bại sâu sắc nhất, và cho dù đã có những lời nói nhắc đến trận tái đấu, nhưng chắc chắn nhà quảng bá Eddie Hearn sẽ không dội vàng như đã từng làm với Andy Ruiz Jr. Vì bây giờ, người thắng Anthony Joshua là Oleksandr Usyk. Huyền thoại quyền Anh người Ukraine và là cựu vô địch hạng nặng thế giới hai lần của WBC Vitaly Klitschko, hiện tại là thị trưởng thành phố Kiev của đất nước Ukraine, đã vinh danh người đồng hương của mình khi Oleksandr Usyk về đến Ukraine. Vinh danh là cách truyền lửa của tiến sĩ búa thép một thời cho tay đấm vừa chinh phục thế giới của những người khổng lồ bằng màn trình diễn thuyết phục trước Anthony Joshua ngay tại London vào đêm 25 tháng 9. Vitaly, người đã lập kỷ lục 41 lần hạ knockout đối thủ trong tổng số 45 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp, đã cùng người em Vladimir thống trị quyền Anh hạng nặng trong hơn một thập kỷ. Tỷ lệ thắng knockout trong sự nghiệp của Vitaly là 87%, được xếp vào hàng tốt nhất từ trước đến nay. Người Anh trong gia đình Klitschko đã vô cùng ấn tượng khi đến London vào đêm 25 tháng 9 để ủng hộ và chứng kiến Oleksandr Usyk dũng cảm đối đầu với một đối thủ hơn hẳn về thể hình và sự nổi tiếng như Anthony Joshua. Nhưng với kỹ năng, chiến thuật và sự quyết tâm, Oleksandr Usyk đã làm nên lịch sử không chỉ cho bản thân, đất nước Ukraine mà cho cả quyền Anh Đông Âu kể từ sau giai đoạn hoàng kim của anh em nhà Klitschko khi đánh bại Anthony Joshua để giành các đài vô địch WBA Super, IBF, WBO và IBO. Thị trưởng Vitaly Klitschko chúc mừng chiến thắng của toàn đội và gửi tặng Oleksandr Usyk món quà mang tính biểu tượng. Đó là chiếc đai WBC tượng trưng như một phần của buổi lễ vinh danh Oleksandr Usyk, và hào hứng nói rằng bây giờ bạn đang giữ 4 đai vô địch hạng nặng nhưng chưa có đai WBC. Vitaly giới thiệu trong buổi lễ chiếc đai WBC với một lá cờ Ukraine lớn được làm cho đại hội WBC diễn ra ở Kiev vào năm 2018 với hy vọng Oleksandr Usyk có thêm động lực và không quên khích tướng Usyk bằng một câu nói mang nhiều hàm ý. Rốt cuộc, thần tượng của bạn Muhammad Ali cũng đã giữ được chiếc đai này. Buổi lễ vinh danh Oleksandr Usyk ở Kiev được liên kết video tới Chủ tịch của Hội đồng quyền Anh Thế giới Mauricio Sulaiman, người đã trao cho Vitaly Klitschko danh hiệu nhà vô địch hạng nặng thế giới vĩnh cửu. Oleksandr Usyk đã cảm ơn Vitaly Klitschko vì đã tổ chức buổi lễ với những lời chúc tốt đẹp. Đồng thời, Usyk cũng nói với Sulaiman rằng đài WBC sẽ là mục tiêu tiếp theo mà anh sẽ sưu tầm cho bằng được. Oleksandr Usyk bày tỏ mong muốn được dành thời gian cho gia đình trong thời gian này và muốn trận tái đấu với Anthony Joshua sẽ diễn ra tại Ukraine. Sky Sport chính thức công bố bản quyền phát sóng trực tiếp trận bảo vệ đai hạng nặng của Oleksandr Usyk trước Anthony Joshua. Nền tảng có trụ sở tại Vương quốc Anh này sẽ là trung tâm cho mọi sự chú ý vào đêm 20 tháng 8 đối với người hâm mộ bộ môn quyền Anh. Adam Smith, người đứng đầu bộ phận phát triển quyền Anh của Sky Sport cho biết trận tái đấu này sẽ là cơ hội với tất cả những gì mà Sky Sport xứng đáng có được. Trận tái đấu diễn ra 11 tháng sau cuộc so găng đầu tiên giữa Usyk và Joshua. Đó là đêm 25 tháng 9 đáng nhớ của Usyk khi anh đánh bại Joshua được đánh giá hơn hẳn, và trận đấu đó cũng được phát trực tiếp trên Sky Sport. Bản quyền phát sóng toàn cầu cho trận tái đấu giữa Usyk và Anthony Joshua nằm trong tầm kiểm soát của các nhà tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Tập đoàn truyền thông Sky Sport và DAZN đều bày tỏ sự quan tâm đối với sự kiện đình đám này. Tuy nhiên, với mức giá thầu 25 triệu bảng Anh mà Sky Sport đưa ra đủ để DAZN rút lui. Điều đó cho phép Sky Sport tiếp tục phát sóng mọi trận đấu của Joshua kể từ lần đầu ra mắt võ đài chuyên nghiệp của võ sĩ này vào năm 2013. Trận tái đấu với Anthony Joshua sẽ đánh dấu lần thứ 9 Oleksandr Usyk tranh đài bên ngoài đất nước Ukraine
trong đó có đến 7 trận đấu diễn ra trên sân của đối phương. Sau lần bảo vệ thành công đai vô địch WBC và danh hiệu của tạp chí The Ring của Tyson Fury trước thách thức Dillian White, và cho đến thời điểm này Tyson Fury vẫn chưa xác định anh sẽ tiếp tục thượng đài hay giải nghệ, thì trận tái đấu giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua sẽ là sự kiện đình đám nhất trong làng quyền Anh thế giới.